Kính thưa chủ tọa đàm và cùng tất cả các đồng nghiệp, các quý bạn đang lắng nghe chương trình hội nghị của bộ môn phụ sản về một cái chủ đề rất lớn, đó là nội tiết trong đời sống sức khỏe của người phụ nữ. Tiếp theo tôi sẽ nói về vấn đề nội tiết tránh thai. Mục tiêu lớn nhất của tôi trong ngày hôm nay, tôi sẽ tập trung vào tính an toàn của các cái phương pháp tránh thai bằng nội tiết và dựa trên những cái điều căn bản về các nguyên lý cơ bản của tránh thai, điều kiện để chọn lựa các biện pháp tránh thai, và từ đó tôi sẽ trình bày những cái vấn đề sử dụng nội tiết trong những cái điều kiện đặc biệt. Thì như các bạn thấy, nội tiết tránh thai được giới thiệu cái viên thuốc đầu tiên vào năm 1955 bởi tác giả Gregory Winckus. Và ông cái việc đến năm 1960 thì cái viên thuốc này mới thực sự được FDA đồng thuận và cho sử dụng. Sau từ những cái năm được đã hình thành thì qua 50 năm đã có rất nhiều những cái thay đổi, và người ta ghi nhận rằng những thay đổi này đã làm cho nội tiết tránh thai có những thăng trầm. Đầu tiên đó là sự giảm dần cái lượng ethylene estradiol trong viên thuốc tránh thai và metranol đã không còn sử dụng. Bên cạnh đó thì rất nhiều các cái progesterone ra đời, và đặc biệt là trong những cái que cấy và dụng cụ tử cung sẽ có tác dụng rất kéo dài. Hiện tại các nghiên cứu cứu thì ngày càng đang hướng tới chọn lựa một cái ethylene estradiol thay thế an toàn hơn, đồng thời chọn lựa thêm những cái chất mà có thể chọn lọc thụ thể thay thế cho progesterone, và hướng tới một cái tương lai đó là sử dụng nội tiết tránh thai cho nam giới. Vậy hiện tại chúng ta đang có gì rồi? Chúng ta đang có nội tiết tránh thai dạng uống rất dễ sử dụng, đó là viên thuốc tránh thai kết hợp estrogen và progesterone, viên chỉ chứa progesterone và viên thuốc ngừa thai khẩn cấp. Bên cạnh đó chúng ta có một cái loạt những cái loại dạng chích, dạng cấy, và thậm chí có những cái dạng dụng cụ chứa level nọc kết trên hoặc những cái vòng đặt trong âm đạo có chứa cả estrogen và progesterone. Vậy điều đầu tiên tôi muốn quay trở lại với nguyên lý căn bản về tránh thai nội tiết. Như các bạn thấy, để đạt được một cái hiệu quả ngừa thai thì cần có một cái lượng lớn estradiol ngoại sinh được đưa vào trong cơ thể để phong tỏa toàn bộ cái sự tiết FSH, và nhờ đó thì sẽ tạo ra một cái chu kỳ là không có nang loãng vượt trội. Bên cạnh đó thì vai trò của progesterone cũng cần phải có đưa vô để tạo nên một cái việc ngăn chặn hoàn toàn cái sự chế tiết của đỉnh NLH và tạo ra một chu kỳ không phóng loãng. Và cái một cái nguyên lý thứ ba đó là cái lượng progesterone phải đưa vô đúng thời điểm và đủ thời gian để ngăn chặn cái sự làm tổ của phôi nếu có sự thụ tinh. Như vậy thì đứng ở góc độ nhìn của thành phần estrogen thì các cái bào chất đã được tạo ra phải làm sao khi đưa vào cơ thể thì trở thành những cái phân tử estradiol có thể giữ nguyên cấu trúc và chức năng sinh học. Thì cho đến hiện tại, 17 alpha ethylene estradiol chống được hiện tượng qua gan lần đầu, tái sử dụng trong quá trình gan ruột và trở thành một cái loại estrogen phù hợp nhất đạt mục tiêu thực hiện tránh thai qua đường uống. Nhưng vấn đề lại gặp trở ngại ở một cái điều, đó là cho dù ở một góc độ nào đi nữa thì ethylene estradiol sẽ làm tăng nguy cơ huyết khối và huyết khối tĩnh mạch. Điều này làm cho những cái vấn đề liên quan đến những cái nguy cơ của bệnh lý xuất hiện. Người ta thấy rằng với một cái lượng ethylene estradiol dưới 35 microgram thì các cái biến cố về các cái tình trạng huyết khối sẽ không gia tăng nữa. Nhưng nếu tiếp tục giảm ethylene estradiol xuống dưới 20 thì các cái hiệu quả ngăn chặn cái sự phóng loãng hình thành nang loãng vượt trội không còn đạt được nữa. Chính vì vậy, đây là một cái điều chúng ta cần phải xem xét rất là nhiều trong cái tương lai mà của nội tiết tránh thai. Bên cạnh đó, về progesterone thì cho chúng ta thấy rằng là progesterone là thành phần nó rất là quan trọng, nó không thể thay thế bởi vì nó ức chế mạnh lên trên cái NLH và nội mạc tử cung. Nhưng cái tác dụng bất lợi của nó đó là ảnh hưởng lên chuyển hóa glucid và lipid.
Thì hiện tại có những cái nghiên cứu đã ghi nhận rằng cái xu hướng chọn lựa, mặc dù rằng là thuốc viên tránh thai hàng ngày có một cái hiệu quả rất là tốt, nhưng hiện tại thì cái xu hướng sử dụng đang ngày càng giảm dần và tăng sử dụng các cái dụng cụ tử cung và cái que. Vậy thì điều này làm cho có một số nghiên cứu ủng hộ viên thuốc tránh thai, bởi vì cái sự hợp lý, bởi cái sự hiệu quả cao của viên thuốc tránh thai hàng ngày, thì người ta đưa ra một cái quan điểm rằng hãy cho phép mua thuốc viên tránh thai uống không cần kê toa. Dược sĩ có thể cung cấp thuốc mà không cần thăm khám lâm sàng. Việc cung cấp thuốc trở nên dễ dàng hơn 12 tháng và thậm chí còn có thể hướng dẫn sử dụng thuốc qua mail và smartphone. Nhưng xu hướng này được lại bị chống đối khá là nhiều, bởi vì người ta thấy rằng là có cho đến hiện tại thì các nghiên cứu đến gần đây nhất là vào năm 2019 thì người ta cũng đều thấy rằng viên thuốc kết hợp etinol estrogen và progesterone sẽ tăng nguy cơ đột tử trên các cái số liệu mà mình đã thấy ở đây. Do đó thực sự rằng khi mà mình sử dụng nội tiết tránh thai, chúng ta sẽ phải đối đầu với những nguy cơ gì so với một cái dân số chung, thì với cái liều thấp, liều cao nó đều có những nguy cơ thuyên tắc mạch. Nhưng nếu nhìn lại so với một người có thai, nhất là thai ngoài ý muốn, thì cái nguy cơ thuyên tắc mạch lại rất là cao trong có thai. Vậy thì khi ta sử dụng nội tiết tránh thai, ta có thể ngừa thai, ta có thể tăng cái nguy cơ thuyên tắc mạch, nhưng so với cái việc có thai ngoài ý muốn thì hai cái yếu tố này sẽ là một cái điều để chúng ta cân nhắc. Vậy thì ta quay trở lại cái điều thứ hai mà tôi muốn nói trong bài hôm nay, đó là điều kiện chọn lựa biện pháp tránh thai nội tiết. Khi ta sử dụng, chúng ta không thể đi theo một cái khuyến cáo rằng hãy mở rộng hơn nữa, mà chúng ta nên xem xét, các nhà chuyên môn nên xem xét ở góc độ là nhìn nhận người bệnh, người phụ nữ đó có cho phép sử dụng biện pháp ngừa thai nội tiết hay không. Thì trong hiện tại chúng ta đã dần quen với cái bảng điều kiện giới hạn việc sử dụng phương pháp tránh thai do Tổ chức Y tế đưa ra vào năm 2015 và sau đó là CDC 2016. Người ta phân loại các cái điều kiện giới hạn về việc sử dụng thành 4 loại. Một là có thể dùng mà không có vấn đề gì lo ngại cả. Hai là có thể dùng bởi ta thấy rằng cái lợi ích tránh thai là vượt trội hơn so với những nguy cơ lý thuyết mà bây giờ cái thuốc đã gây ra. Và cái vấn đề thứ ba, một cách tổng quát thì sự tồn tại của những cái nguy cơ về mặt lý thuyết là lớn hơn cái lợi ích của tránh thai. Ở đó đối với cái phân loại ba này, ta có thể ngầm hiểu rằng gần giống như là một cái chống chỉ định tương đối. Và đối với phân loại 4 thì nguy cơ dùng trong cái điều kiện đó là rõ ràng và không thể dùng cho cái người đó đón được. Và ta có thể ngầm hiểu đây là một cái chống chỉ định gần như là tuyệt đối. Ví dụ như trong nội tiết tránh thai kết hợp, chúng ta có 3 dạng. Dạng có thể đặt trong cái vòng đặt vào âm đạo chứa estrogen và progesterone, dạng miếng dán và dạng viên thuốc. Vậy thì khi sử dụng, chúng ta nên cân nhắc theo các bước như thế nào? Thì theo hướng dẫn của FSRH hướng dẫn thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta sẽ xem xét điều kiện giới hạn sử dụng. Chúng đánh giá tiền căn và các yếu tố lối sống của người bệnh. Xem xét các vấn đề về huyết áp, về chỉ số khối cơ thể. Xem xét các yếu tố các có thể ảnh hưởng đến cái hiệu quả của dùng nội tiết tránh thai. Từ đó ta sẽ đưa ra rằng cái người phụ nữ này phù hợp hay không phù hợp. Khi ta chọn được cái điều đó rồi thì chúng ta sẽ tiến hành thảo luận xem là người phụ nữ đó sẽ dùng như thế nào, lợi ích ra làm sao. Và nếu như không phù hợp thì chúng ta sẽ phải chuyển sang phương pháp ngừa thai khác phù hợp hơn và sẽ tự hãy tư vấn rõ cho người phụ nữ đó. Và khi mà phù hợp rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải hướng dẫn người ta đi tới chọn lựa một cái công thức thuốc phù hợp. Thuốc đó với cái hàm lượng là bao nhiêu, etinin estradiol là bao nhiêu, cái loại của progestin kết hợp là loại nào, và chúng ta sẽ xem xét những cái lợi ích đi kèm. Và ngoài ra chúng ta sẽ phải thảo luận về thời gian sử dụng, chúng ta dùng 21 ngày trong một tháng hay dùng 28 ngày, hay thậm chí chúng ta có quyền dùng 3 tháng một lần, thì là 4 lần trong năm có kinh mà thôi. Và việc kê toa có thể kéo dài hơn. Vậy thì khởi đầu, vấn đề vẫn phải là bắt đầu từ xem xét xem người phụ nữ đó có đủ điều kiện để thực hiện cái nội tiết tránh thai hay không.
Vậy thì tiếp theo đây thì tôi sẽ nói ra tóm lược tất cả những khuyến cáo mang chứng cứ mức độ A. Đó là thứ nhất, người phụ nữ có tình trạng chắc chắn thuyên tắc tĩnh mạch thì chúng ta nên khuyến cáo dùng biện pháp tránh thai không nội thoát hoặc chỉ chứa progestin. Điều thứ hai là nếu đứng trước một người phụ nữ không có những cái đặc điểm tiền căn về rối loạn đông máu thì bác sĩ tư vấn không nhất thiết phải cho bệnh nhân sử xét nghiệm các yếu tố này. Nhưng nếu trong gia đình họ có rõ ràng về tiền căn bệnh lý thì chúng ta không nên dùng, nó là thuộc nhóm 4. Và trong những trường hợp mà tình trạng cá thể đó chỉ có một cái biến đổi mang tính chất đột biến thôi thì chúng ta vẫn có thể cân nhắc sử dụng. Đây là một cái sự chúng ta phải nhìn nhận một cái vai trò của cái người bác sĩ, đó là chúng ta sẽ nhìn nhận để cùng giúp đỡ cùng với bệnh nhân chọn lựa ra cho mình một cái phương pháp ngừa thai hợp lý. Nghĩa là nếu như họ thuộc thật sự đã có bệnh tăng đông trong gia đình thì không thể sử dụng. Nhưng nếu nếu họ có thể có một cái bệnh huyết khối do đột biến thôi thì lại có thể cân nhắc sử dụng. Điều khuyến cáo thứ tư đó là vấn đề người phụ nữ bị bệnh lupus thì có hai khả năng được đặt ra. Nếu như có kháng thể anti-phospholipid thì chúng ta không nên dùng. Nhưng nếu không có, chúng ta vẫn có thể dùng. Và đặc biệt hơn thì trong người người phụ nữ luôn luôn trải qua những cái giai đoạn sanh con và cho con bú, thì trong cái giai đoạn con bú thì một điều có thể các bạn có thể quên, nhưng mà nội tiết tránh thai kết hợp là một cái chống chỉ định trong vòng 21 ngày đầu, và sau đó thì các cái nguy cơ về thuyên tắc nó sẽ giảm xuống sau 21 ngày và nó trở thành loại 3, và sau đó thì nó có thể trở về bình thường. Đối với đặc biệt hơn thì các bạn sẽ thấy là bị đau nửa đầu. Nếu một cái đau đầu thường xuyên thì lại không có nguy cơ đột quỵ thì cái người phụ nữ đó có thể dùng nội tiết kết hợp. Nhưng nếu nếu chỉ là thoáng qua từng đợt thì người ta thấy là nó có nguy cơ tăng nguy cơ đột tử thì người ta lại không khuyến cáo dùng các cái loại biện pháp tránh thai có chứa estrogen. Và đặc biệt hơn nữa là trong nhóm tăng huyết áp. Thì trong tiêm huyết áp người ta sẽ căn cứ theo mức độ huyết áp để điều chỉnh thuốc và có nên tiếp tục dùng hay không dùng. Tôi sẽ trình bày cái phần này rõ hơn ở phía sau. Và riêng trong nhóm đái tháo đường cũng như vậy, các bạn sẽ thấy việc sử dụng cổ về nội tiết tránh thai vẫn có thể chỉ định chứ không hoàn toàn, không chống chỉ định hoàn toàn. Một cách cụ thể hơn, tôi sẽ nói thêm về các từng loại thuốc mà các bạn sẽ thấy thì thuốc huyết thuốc viên tránh thai các bạn nhìn đầy đây thì các bạn sẽ thấy những cái lợi ích của thuốc đem lại rất là lớn. Ngăn ngừa đầu tiên nghe rất là đặc biệt, nó là ngừa thai nhưng mà nó ngoài ra nó cũng có thể ngăn ngừa những vấn đề về thiếu máu thiếu sắt, làm giảm đau rụng kinh, và nó ưu tiên dùng trong những cái nhóm bệnh như là PCOS, là lạc nội mạc tử cung. Và cái bất lợi cho sức khỏe thì các bạn sẽ thấy như cái nãy tôi đã có nói, nó có nhưng nó rất hiếm và có thể là cực hiếm, như là huyết khối ở tĩnh mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Đối với thuốc viên tránh thai chỉ chứa progesterone thì bạn thấy rằng là lợi ích cho sức khỏe thì nhiều hơn rất nhiều và không có một cái bất lợi nào đó cho sức khỏe cả. Đối với dạng trích thì cái lợi ích của nó rất là nhiều luôn ha, thì các bạn sẽ thấy là ngừa thai, thậm chí giảm cái nguy cơ ung thư nội mạc tử cung, giảm nguy cơ u xơ tử cung ha. Và về bất lợi cho sức khỏe thì không, có một số quan điểm nói rằng là trích DMPA có thể làm giảm mật độ xương, nhưng sau khi ngưng thuốc thì cái việc mật độ xương này nó sẽ trở lại bình thường, và người ta thấy là dù giảm mật độ xương đi nữa thì nó cũng không gia tăng nguy cơ gãy xương. Và một cái que cấy tránh thai như các bạn thấy thì đây là xu hướng người ta đang dùng sử dụng ngày càng nhiều, bởi vì nó không gây ra bất lợi cho sức khỏe và có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cùng ngoài ra thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy tránh thai khẩn cấp, đôi khi thì chúng ta hay phản đối về cái việc sử dụng tránh thai khẩn cấp, nhưng nếu thất bại với một phương pháp ngừa thai hiện có thì việc sử dụng ngừa thai khẩn cấp vẫn là một cái khuyến cáo, bởi vì nó là cần thiết để cho cái người phụ nữ đó tránh được cái việc có thai sau khi một cái giao hợp có thể có thai. Và việc điều này đặc biệt là đáng để nhớ, đó là tất cả các phụ nữ có thể dùng ngừa thai khẩn cấp an toàn và hiệu quả, bao gồm cả những cái người phụ nữ trước đó không được cho phép dùng nội tiết tránh thai liên tục. Đây là một cái điều mà tôi xin nhấn mạnh để các bạn sẽ thấy rằng đứng trước một cái người đang có bệnh lý, họ
mình có một cái giao hợp không an toàn, họ muốn ngừa thai thì bạn có quyền tư vấn người ta sử dụng ngừa thai khẩn cấp để không có một cái thai ngoài ý muốn. Cuối cùng thì tôi sẽ nói về dụng cụ chứa Nevo là cái chèn, thì các bạn sẽ thấy rằng là lợi ích của nó cũng rất nhiều và có thể sử dụng trong những cái trường hợp đặc biệt như là ung thư nội, có ngừa ung thư nội mạc tử cung, những cái vấn đề về giảm thiếu máu. Tuy nhiên thì nó có một số những cái bất lợi về sức khỏe, đó là việc thận trọng trong khi đặt, chúng ta phải đảm bảo là cái người phụ nữ đó không nhiễm chlamydia và hay lậu cầu. Đó là lướt qua về tất cả những cái phương pháp ngừa thai mà chúng ta đang có. Và đây là cái phần trọng tâm mà tôi muốn trình bày với các bạn ngày hôm nay, đó là sử dụng tránh thai nội tiết trong một số tình huống đặc biệt. Tất cả chúng ta đang là những cái bác sĩ lâm sàng và chúng ta sẽ phải luôn luôn đối đầu với những cái tình huống lâm sàng khó khăn. Giả sử như đầu tình huống đầu tiên tôi đưa ra, đó là một phụ nữ 24 tuổi bara đã từng có con, đã mổ lấy thai vì ngôi lâm mông ở lần đầu và lần này có thai lại. Tiền căn là cô này đã hẹp khít van hai lá và đã được nong van tim một lần, dự kiến sẽ thay van tim. Vậy thì khi lần này mổ lấy thai, cô được tư vấn là gì? Hãy mổ lấy thai và chia sẻ ở cái tuổi 24 thì thực sự nó có là hợp lý hay không? Vấn đề thứ hai, một ca thứ hai mà chúng tôi có thể gặp rất nhiều ở những cái lần ở trên hồi sức, một cái phụ nữ 32 tuổi có thai lần 3. Hiện tại bệnh nhân đã rơi vào một cái tình trạng suy tim nặng và được đề nghị chấm dứt thai kỳ ở tuần lễ thứ 28. Cô ta này chưa bao giờ từng áp dụng bất cứ một biện pháp tránh thai nào, bởi vì bản thân bệnh nhân bởi vì có một vấn đề tim nên khi đến đâu người ta cũng nói rằng là tim thì không dùng cái này, không dùng cái kia, và bệnh nhân đã không dùng một biện pháp tránh thai nào hết. Và kết cục của cái ca này đó là gì? Sau khi sanh, tình trạng tim đã trở nên rất là nặng và người bệnh tử vong. Và cái thứ ba tôi muốn nói ở đây đó là một cái phụ nữ 32 tuổi tăng huyết áp của cô căn và cô ta có thai lần 3. Đây là một cái lần có thai ngoài ý muốn và cô đã được chấm dứt thai kỳ ở tuần 26 với một cái tình trạng rất là nặng, đó là tiền sản giật ghép trên tăng huyết áp mãn. Vấn đề được ở đây được đặt ra đó là gì? Cô này đang dùng thuốc viên hàng ngày tránh thai hàng ngày hiệu quả sau lần sanh thứ hai, nhưng gần đây thì cô ấy được đề nghị ngưng sử dụng vì bị tăng huyết áp và cô đã có thai ngoài ý muốn lần này. Vậy thì tất cả những cái vấn đề này, tình huống lâm sàng này chúng ta gặp hàng ngày, vậy thì chúng ta phải nhìn lại xem chúng ta đang xét xem các cái điều kiện để sử dụng nội tiết tránh thai, vậy thì vấn đề nào là quan trọng, vấn đề nào cần cân nhắc và vấn đề nào cần chống chỉ định. Chúng ta cần phải nhìn thật là kỹ trên từng cá thể bệnh nhân để chọn lựa cho bệnh nhân một cái phương pháp hợp lý. Thứ nhất, đó là cái quan điểm mà người ta đã đưa ra, đó là sử dụng nội tiết tránh thai trên những cái bệnh nhân có tiền bệnh lý nội khoa sẵn có. Và chúng ta thấy rõ ràng là một cái người mà đang có bệnh lý nội khoa mãn tính thì khi có thai cái kết cục cho người mẹ và đứa con đều xấu cả. Người ta có thể phải chấm dứt thai từ sớm vì thai nàn tháng và người mẹ có thể chuyển tình trạng thành bệnh nặng. Vậy thì làm sao? Thì người ta theo nghiên cứu thì người ta thấy rằng là ở năm của May và năm 2014 thì người ta thấy rằng dường như những người này không sử dụng biện pháp tránh thai nào và họ cũng không được tư vấn chọn lựa cho một biện pháp tránh thai phù hợp. Vậy thì vấn đề được ở đâu? Ta sẽ nhìn lại với một cái trường hợp tăng huyết áp. Ta thấy rằng là bản thân uống thuốc ngừa thai dạng kết hợp có thể làm tăng nguy cơ huyết áp tâm thu lên 8 mm thủy ngân và tâm tâm trương lên 60 mm thủy ngân. Nhưng riêng với cái loại hoạt chất Depo-Provera DMPA thì nó không gia tăng huyết áp đáng kể. Vậy thì đối với một người đang có những cái nguy cơ về tăng huyết áp, bạn sẽ phải cân nhắc giữa việc sử dụng thuốc nội tiết tránh thai kết hợp sẽ tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ hay không. Bạn phải nhìn trên cơ địa của người đó và bạn cân nhắc. Ví dụ như một người trẻ, giống như tình huống số 3 tôi đưa ra, một người trẻ dưới 35 tuổi, ngoài tăng huyết áp, người bệnh không kèm đi theo bất cứ một cái tổn thương cơ quan đích nào, không hút thuốc gì hết, thì bạn vẫn cần xem xét có thể cho phép sử dụng tiếp nội tiết tránh thai kết hợp nếu như bạn kiểm soát huyết áp tốt. Và nếu bạn không thể tiếp tục cho dùng thì bạn nên tư vấn bệnh nhân chuyển sang một biện pháp tránh thai chứa progestin hoặc là một dụng cụ tử cung chứa nevocaine, đừng để cho bệnh nhân rơi vào một cái tình huống là có thai ngoài ý muốn. Ở đây là một cái bảng tôi tổng kết lại là để cho các bạn nhìn thấy rõ là đứng trước một người huyết áp điều trị ổn định, chúng ta có thể được sử dụng nội tiết tránh thai. Và việc sử dụng tránh thai ưu tiên đó là gì? Đó là những các cái dụng cụ
tử cung chứa thuốc, đó là implant. Ngoài ra thì ở cân nhắc hơn đó là DMPA, cân nhắc hơn nữa đó là nội tiết tránh thai kết hợp dạng viên uống, thì mình cân nhắc và mình vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Và trong những cái trường hợp này chúng ta sẽ cân nhắc theo cái chỉ số huyết áp, và khi những cái chỉ số huyết áp nó bắt đầu vượt lên 160 hoặc là tâm trương vượt trên 100 thì cái việc sử dụng nội tiết tránh thai kết hợp mới trở nên là không được khuyến cáo nữa. Và lúc này mình sẽ ưu tiên sử dụng những cái loại nội tiết chỉ có progestin hoặc là quay trở về với không sử dụng nội tiết. Với trong các cái trường hợp rối loạn lipid máu thì các bạn sẽ thấy là trong hoàn cảnh hiện tại của cuộc sống chúng ta thì tình trạng rối loạn lipid máu khá là nhiều. Vậy thì việc cân nhắc sử dụng thuốc sẽ như thế nào? Thì trong các cái loại thuốc mà nội tiết kết hợp, tránh thai nội tiết kết hợp thì bạn sẽ xem xét cái thành phần progestin. Người ta thấy rằng nhóm progestin có tính androgenic mà sẽ làm tăng HDL và triglyceride nhiều hơn là nhóm progestin có nhiều tính androgenic. Nguy cơ về tai biến tim mạch thì chúng ta sẽ thấy là thấp nếu như chúng ta sử dụng những cái nhóm nội tiết tránh thai kết hợp với một cái creatinine estradiol dưới 35 mg và cái việc kiểm soát lipid là tốt. Nhưng nếu cái việc kiểm soát lipid mà không tốt và LDH vượt trên 160 thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc chuyển phương pháp ngừa thai sử dụng sang phương pháp ngừa thai chỉ chứa progestin mà thôi. Vậy đây là một cái bảng để các bạn thấy rằng là các cái loại thuốc đều có những cái ưu khuyết điểm thay đổi cái thành phần lipid máu. Nhưng rõ ràng là gì? Khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng là mình đều có thể cân đối lại, xem xét lại trên bệnh nhân. Nếu như họ có một cái sự điều chỉnh lipid tốt thì cái việc sử dụng thuốc vẫn cho phép. Trên mảng thứ ba tôi muốn nói đó là đái tháo đường. Thì các bạn sẽ thấy rằng không có bất cứ một cái sự gia tăng nào khi mà cái người đái tháo đường type 2 sử dụng thuốc viên tránh thai hàng ngày estrogen và progesterone. Đối với người đái tháo đường type 1 thì dường như là người ta cũng ghi nhận là không có thêm một cái sự thay đổi nào về chuyển hóa và gia tăng các cái bệnh lý mạch máu. Thì vì chính vì vậy thì trong những người đái tháo đường mà dưới 35 tuổi không hút thuốc, không có thêm những cái nguy cơ tổn thương các cơ quan đấy thì việc sử dụng thuốc viên nội tiết tránh thai vẫn là cho phép. Nhưng dù gì thì hợp lý nhất người ta vẫn khuyến cáo đó là sử dụng những cái dụng tử cung chứa nano nacarbon. Đây là một cái bảng để các bạn thấy rất là rõ về cái việc sử dụng các cái nội tiết tránh thai, các cái phương pháp trong các cái trường hợp đái tháo đường thai kỳ. Và các bạn thấy rõ là gì, khi bắt đầu có những biến chứng viêm mạch máu, các biến chứng mạch máu lớn, lúc đó chúng ta mới phải cân nhắc trong các cái việc sử dụng các cái nội tiết tránh thai. Còn trước đó chúng ta vẫn có thể sử dụng một cái bệnh lý mà chúng ta có thể gặp như ở tình huống số 1 và số 2 tôi đưa ra, đó là bệnh lý tim. Ta thấy rằng một người phụ nữ khi người ta có bệnh lý tim thì cái đầu tiên người ta phải sử dụng thuốc, và đầu tiên thì mình khi người ta có thai đó là dị tật thai. Cái thứ hai, bản thân cái người mẹ sẽ tăng những nguy cơ về rối loạn nhịp tim, suy tim và thuyên tắc mạch. Và bản thân cái đứa nhỏ đó cũng có thể có những nguy cơ bệnh lý tim. Vậy thì điều gì đang đặt ra? Người ta cần rằng theo theo mức độ mà bệnh lý tim nặng ở mức độ 3, 4 đó, thì ta khuyến cáo là trên những người này là chống chỉ định có thai. Vậy thì chúng ta phải chọn lựa cho những người này những cái phương pháp ngừa thai có hiệu quả qua. Nhưng mà vấn đề là gì? Nếu với sử dụng nội tiết tránh thai như chúng ta thấy nó đều có những cái hiệu quả rất cao nhưng lại kèm theo nguy cơ thuyên tắc mạch. Vậy thì đối với người bị bệnh tim chúng ta suy nghĩ như thế nào? Thì người ta thấy rằng là rõ ràng trong cái bảng này các bạn thấy là người ta sẽ cân nhắc giữa tỷ lệ thất bại và thất bại, và người ta sẽ ưu tiên sử dụng những cái phương pháp mà nó có hiệu quả cao. Vậy thì người ta sẽ chọn những gì không có estrogen. Và FDA chấp nhận cái việc này là có thể sử dụng từ 3 đến 10 năm. Và khi sử dụng các biện pháp như dụng cụ tử cung chứa nano hoặc các chen que cấy chứa progestin thì chúng ta nên kiểm tra cái định kỳ hàng năm tính an toàn. Như vậy thì chúng ta quay lại trở lại với một cái ca số 1, với một cái người hẹp khít van hai lá, với một cái độ tuổi mới 24 tuổi thôi, nhưng bác sĩ tư vấn là mổ lấy thai lần hai và triệt sản. Tuy nhìn nghe rất là sốc nhưng mà thực sự đó là một cái sự cần thiết cho cái người phụ nữ này sẽ an toàn trong một thời gian dài.
Ngoài ra thì có những cái bệnh lý nội khoa khác mà các bạn sẽ có thể gặp, đó là bệnh hồng cầu hình liềm, thì người ta có vẫn tiếp tục được dùng COC hay không, vẫn có thể sử dụng, nhưng người ta vẫn lệch sang cái hướng là hãy chọn lựa những cái phương pháp nội tiết tránh thai chỉ có progestin như DMPA. Hoặc là trong những cái trường hợp giảm tiểu cầu, các bạn sẽ thấy là giảm tiểu cầu vô quan, xuất huyết thường xuyên, nếu mà cứ hàng tháng cho chảy máu kinh, vân 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 vân, thì DMPA nó vừa có hai cái giá trị, đó là ngừa thai và đồng thời không để cho cái người phụ nữ đó bị mất máu vì chảy máu kinh và có thể dẫn đến rong kinh, rong huyết rất là dài trong một thời gian dài. Đó. Và một lần nữa thì tôi cũng nói về vấn đề về lupus. Nếu lupus nhẹ, không có kháng thể, kháng antiphospholipid thì việc sử dụng thuốc vẫn là có thể an toàn. Ngoài ra thì tôi sẽ nói thêm về một những cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta khi tiến hành những cái phẫu thuật chúng ta không để ý, thì một cái người phụ nữ đang sử dụng các cái nội tiết kết hợp khi mà quyết định chuẩn bị một cái phẫu thuật hay cái bất cứ một cái chương trình nào hoặc là một cái chấn thương, thì cái việc cân nhắc ngưng cái thuốc nội tiết tránh thai kết hợp là cần thiết, và chúng ta có thể phải chuyển đổi sang một cái phương pháp ngừa thai chứa progestin, chứ không phải đơn giản là chúng ta ngưng. Và đôi khi thì trên lâm sàng chúng ta đã gặp một số người đến nói với mình rằng: "Bác ơi, em có thai rồi, em mới bị mổ chân, mổ gì đó, tai nạn gì đó, và bây giờ họ có thai." Bởi vì ở cái thời điểm đó họ đã được quyết định ngưng tất cả các biện pháp tránh thai chứ không phải là chuyển sang một phương pháp ngừa thai khác. Và khi lớn tuổi thì sao? Thì chúng ta thấy rằng là sử dụng nội tiết tránh thai ở một cái thời gian, ở một cái giai đoạn dao động tiền mãn kinh, thì cái việc sử dụng đó có thể được, có một số người vẫn tiếp tục sử dụng. Thì cái việc sử dụng này như thế nào ra làm sao thì cái bài cáo cáo phía sau của tôi sẽ nói rất nhiều về vấn đề đó. Nhưng người ta thấy rằng là gì? Đối với nội tiết kết hợp thì sử dụng cho một người phụ nữ đủ điều kiện cho tới 50 tuổi vẫn là một cái xem xét, có thể cho xem xét, bởi vì nó sẽ là giảm các triệu chứng mãn kinh và ngăn ngừa loãng xương cũng như là ngừa thai. Cái khả năng có thai của ở tuổi này rất là ít nhưng vẫn có thể có, và đôi khi dẫn đến những hậu quả trầm trọng như là thai trứng hay chorio. Và một đối tượng cuối cùng tôi xin nói ở đây, nó đã trở thành rất là gần gũi với chúng ta nhưng mà chúng ta thường không và đang được yêu cầu là tránh cái tình trạng mà phân biệt, đó là những người nhiễm HIV. Nhiễm HIV thì người ta vấn đề ngừa thai dường như là được bỏ ngỏ, vậy thì vấn đề chúng ta cần phải tư vấn đó là trên những người này có hay không có điều trị thì đều có thể sử dụng các nhóm nội tiết tránh thai để nó có hiệu quả cao. Nhưng tuy nhiên thì trong các cái trường hợp này thì nên tránh sử dụng dụng cụ tử cung chứa nevonoprazan, và phải lưu ý rằng một số thuốc kháng virus có thể làm giảm hiệu quả của que cấy. Thì đây là một cái điều khá là đặc biệt, các bạn thấy từ chữ trên thì đều ủng hộ cho dụng cụ tử cung chứa nevonoprazan hay là implanon, nhưng riêng với nhóm HIV này người ta lại ủng hộ cho CCOC nhiều hơn. Ngoài ra thì còn vấn đề sử dụng bao cao su để mà ngăn ngừa các bệnh STD khác, bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Vậy tóm tắt, cái điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây đó là gì? Đứng ở một góc độ nào đó, nội tiết tránh thai vẫn đang là một nhóm có hiệu quả rất là cao, gần như là đứng đầu trong các biện pháp tránh thai. Và nó xem xét lại thì nó gần như là thích hợp hết cho hầu hết các phụ nữ. Vậy thì quan trọng khi chúng ta sử dụng, chúng ta luôn luôn kiểm tra tính an toàn khi sử dụng thuốc, và đặc biệt là trên những cái đối tượng có bệnh lý nội khoa, chúng ta đừng để quên họ, bởi vì họ là những người thực sự rất cần thiết phải ngừa thai. Và khi mà sử dụng chúng ta nên kiểm soát cái tình trạng bệnh lý, và cái nhóm thuốc mà sẽ ưu tiên sử dụng đó là cái nhóm mà chỉ chứa progesterone. Tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các cái quý bạn và đồng nghiệp.